Trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật với nhau những thông tin nóng hổi nhất trên chiến trường Ukraine vào lúc này. Và bây giờ câu chuyện mà đang nóng hổi nhất nó chính là ở chiến trường Bắc Mút, nơi mà đôi bên đều đang dồn hết tâm trí vào cái cuộc chiến và đều đang có cố gắng để mà làm thế nào đó để ngăn cản đối phương đạt được thành công. Và chúng tôi hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin chủ yếu xung quanh Bắc Mút. Ở ngoài ra sẽ có một thông tin một số thông tin liên quan đến những cái manh muốn, những cái manh muốn, những cái tín hiệu manh muốn cho thấy rằng là chiến tranh Ukraine có thể là đang được dàn xếp ở sau hậu trường. Đầu tiên, ông Trung Wagner, ông Jeff Priuzin mới đây đã nói rằng là Ông ấy muốn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến tận chiến trường Bắc Mút để mà có thể là chứng kiến được là những cái sự ác liệt của chiến trường và để đánh giá tình hình chiến trường. Ngày 12 tháng 5, trong một bài đăng mới nhất trên Telegram, thì ông Shoigu nói rằng là do tình thế khó khăn tại đây và do ông là người có nhiều năm kinh nghiệm chỉ huy tác chiến, tôi đề nghị ông tới Bắc Mút và đánh giá độc lập tình hình. Ông cho biết là Ukraine đã thực hiện thành công một số cuộc phản công nhằm vào lực lượng chính quy Nga ở hai bên sườn Bắc Mút, dẫn đến tình hình tồi tệ khiến Bắc Mút là tồi tệ hơn đối với Wagner và mất những cái khu vực mà quân Nga vừa bị chiếm lại. Tuy nhiên thì Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận cái việc Ukraine đã chọc thủng các điểm phòng ngự của mình và khẳng định là tình hình Bắc Mút vẫn đang trong tầm kiểm soát. Nó trái ngược với những tuyên bố của ông Đôi bên đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau và nó cho thấy một cái sự mâu thuẫn rất lớn. Sự bất hòa giữa Trùm Wagner và bộ Quốc phòng Nga đang ngày càng leo thang với dấu hiệu mới nhất là lời đe dọa rút quân khỏi Bắc Mút của ông Prigozhin. Nếu rút quân khỏi Bắc Mút thì Nga dường như sẽ không còn cái mũi xung kích nào ở đây nữa. Kể cả là họ có thay bằng những cái đội quân của Chechnya, những đội quân tiểu đoàn trung đoàn Azmat của Chechnya thì tôi nghĩ rằng cũng không có đơn vị nào có thể là chiến đấu tại Bắc Mút giàu kinh nghiệm như là Wagner. Họ đã chiến đấu ở đây 10 tháng rồi. Họ thừa kinh nghiệm. Và họ biết rằng là đó là một cái thứ mà mình có thể mang ra mặt cả. Trước những lời gay gắt từ phía ông Quắc, ông Prigozhin và Wagner thì quân đội Nga dường như là họ cũng không có đáp trả gay gắt nhưng đang thực hiện những hành động dường như là giảm, giảm ảnh hưởng của Wagner. Nga đã cấm Prigozhin tuyển bộ tù nhân. Cái cách thức đã từng giúp Wagner xây dựng được lực lượng 50.000 binh sĩ, 50.000 người vào cuối năm ngoái. Và có lẽ là Bộ Quốc phòng Nga thấy rằng là cái điều đó là thêm vây thêm cánh cho Wagner cho nên đã cấm Prigozhin tuyển tù nhân. Cho đến bây giờ thì dường như là Bộ Quốc phòng Nga cũng đang muốn đẩy Prigozhin và Wagner vào cái thảm cảnh tại Bắc Mút. Đó, đang muốn đẩy vào thảm cảnh và điều này cho thấy rằng là đôi bên sẽ còn vô cùng vô cùng là um, rất là một cái sự kịch tính cạnh tranh mà tôi gọi là tranh sủng giữa ông priuzin uh, cũng như là ông sergei shoigu hay là ông Vera, uh, Valery gerasimov uh, những người đang tranh sủng của putin trong khi đó thì Ukraine tuyên bố là họ đã tiến thêm được hai cây số ở gần Bắc Mút. À, liên tiếp trong thời gian gần đây bắt đầu có những thông tin là Ukraine đã phản công và giành được thêm những cứ điểm ở Bắc Mút. Thưa quý vị, Ukraine nói rằng là quân đội của họ đã giành lại một số khu vực quanh Bắc Mút và Thứ trưởng của Bộ Phòng là bà Hanna Malia đã thông báo trên Telegram ngày hôm nay rằng là Quân Nga đã chịu tổn thất nặng nề về quân số. Lực lượng Ukraine đã tiến quân hai cây số gần Bakhmut. Chúng tôi không để mất bất kỳ vị trí nào ở Bakhmut trong tuần này. Bà Malia kêu gọi người dân Ukraine hãy bỏ qua những thông tin sai lệch từ Nga về tình hình trong và xung quanh Bakhmut, nơi Kyiv vẫn đang cố thủ sau 10 tháng giao tranh ác liệt. Bà nói rằng là đối phương đưa tin thế nào về các trận chiến ở Bakhmut, họ tự ca ngợi mình, nói về những thứ được cho là thắng lợi và bịa chuyện về sở chỉ huy quân đội chúng ta. Đồng thời đối phương còn đưa ra thông tin sai lệch về tình trạng thiếu vũ khí, dường như để biện hộ cho tình hình thực tế. Xung quanh Bắc Mút bây giờ thì quân Nga đang rút đi, đang rút đi. Nói rút thì là nhẹ nhàng, còn nói nặng hơn có nghĩa là đang tháo chạy khỏi Bắc Mút. Có những clip cho thấy là các binh lính Nga thuộc cái lữ đoàn súng trường cơ giới số 72 là tháo chạy khỏi khu vực này. Đi bằng cả là đi bộ lẫn là xe tăng. Ngày 11 tháng 5, thì các blogger quân sự Nga cũng lại một lần nữa khẳng định là Ukraine đang tiến quân ở phía Bắc và phía Nam Bắc Mút, tạo ra đột phá ở nhiều nơi dọc chiến tuyến. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng thì Bộ Quốc phòng Nga họ phủ nhận thông tin này và nói là tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Và những thông tin mà các blogger quân sự Nga nói về cái việc mất lãnh thổ xung quanh thành phố là không đúng với thực tế. Những quý vị hãy chú ý, cái cuộc chiến Ukraine này thì một phần lớn các cái thông tin mà chúng ta thu nhận được, thu lượm được nó là từ các blogger quân sự và cái điều đó nó cho thấy rằng là các blogger quân sự nó là một nguồn tin mà cũng rất đáng để tham khảo. Tôi thì nghĩ rằng là các blogger quân sự họ cũng không mất gì để họ đưa tin thông tin sai lệch như vậy. Nhất là các blogger quân sự của Nga. Họ không mất gì để mà đưa tin sai lệch cả. Họ cũng như chúng ta cũng muốn là tiếp cận được với sự thật và đưa sự thật đó với nhiều công chúng. Còn Bộ Quốc phòng Nga thì họ có đầy đủ lý do để mà phủ nhận cái việc là họ đang mất đất ở Bắc, ở Bắc Mút bởi vì rằng họ không muốn ảnh hưởng tinh thần binh sĩ cho nên nếu như mà để tôi chọn thì tôi sẽ tin cái nguồn tin từ phía các blogger quân sự nga hơn là tin từ bộ quốc phòng nga tin chính thống cho nên trong quá trình làm tin tôi cũng rất thường hay lấy những tin tức của blogger quân sự nga một số blogger họ cũng đưa tin khá là trung thực không phải tất cả các blogger quân sự nga đều là ủng hộ điện kremlin có những người họ ủng hộ có những người là họ phản biện cũng khá là ghê và các blogger quân sự nga đó thì họ thường là những người theo chủ nghĩa dân tộc và họ biết rằng là cuộc chiến này cũng đang rất khó khăn trước đây từng chia sẻ quý vị cái ông igor ghekin cái người mà thậm chí đã từng chỉ trích chính quyền putin rất là ghê gớm và nói rằng là ông putin và các quan chức của mình đang ở trên hành tinh của những con ngựa hồng có nghĩa là một sự mơ hồ nói như vậy Nếu để tôi chọn thì tôi sẽ tin nguồn tin của Priuzin và các blogger quân sự Nga hơn là Bộ Quốc phòng. Một chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat kiêm phó tư lệnh quân đoàn 2 của Nga là Afti Alaudinov ngày 11 tháng 5 cũng đã xác nhận là giao tranh Bắc Mút gần đây ác liệt hơn. Các tay súng Wagner thì đang đẩy lui đối phương nhưng phía Ukraine cũng tiến quân được vài mét tại một số khu vực và anh này nói rằng là điều này không có gì bất thường. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng là trong một mặt trận không liệt như Bắc Mút, mọi chuyện đều có thể là xoay chuyển chỉ trong vòng ít giờ đồng hồ, thậm chí là ít phút. À, lúc này lãnh thổ đang là của Nga thì lúc sau rất có thể lại là của Ukraine bằng ngược lại. Đó là cuộc chiến giành giật và tiêu hao, quý vị hãy nhớ cho là như vậy và để đối phó với những hành động quân sự mà rất bất ngờ của Ukraine gần đây tại Bắc Mút, Tôi cho rằng là những hành động quân sự của Ukraine ở Bắc Mút gần đây nó cũng sánh ngang với cuộc phản công tại Kharkiv. Nó cũng đến vào trong cái thời điểm mà rất bất ngờ. Không ai nghĩ là họ có thể phản công. Thì để mà đối phó với những cái hành động quân sự bất ngờ đó thì Nga đã điều động các binh sĩ thuộc trung đoàn tác chiến số 96. Một trong những cái trung đoàn tinh nhuệ bậc nhất để chi viện cho chiến trường. Trang tin Avia Pro Họ dẫn nguồn tin từ lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan, Ramzan Kadyrov đưa tin là quân đội Nga đã điều động các binh sĩ thuộc Trung đoàn tác chiến số 96 tới chi viện cho Bakhmut. Theo ông Kadyrov, Trung đoàn trên thuộc lực lượng cận vệ Nga và là một đơn vị được huấn luyện quy củ và có nhiều kinh nghiệm trong môi trường tác chiến đô thị, tác chiến đặc biệt và chống khủng bố. Ông Kadyrov khẳng định các binh sĩ thuộc Trung đoàn 96 sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho Nga tại Ukraine và việc đưa trung đoàn 96 tới Ukraine được xem là động thái chuẩn bị cho nga để đối phó với các chiến dịch phản công của Ukraine cũng như là chi viện cho chiến trường Bakhmut. Hôm 12 tháng 5, truyền thông nga đưa tin là chiến dịch phản công của Ukraine đã chính thức bắt đầu sau những loạt pháo kích dồn dập của Kyiv vào các vị trí phòng thủ của nga. Trong một thông báo cùng ngày, bộ quốc phòng nga khẳng định quân đội họ đang đẩy lùi đợt phản công đầu tiên của Ukraine tại mặt trận Malynivtsia thuộc Donetsk. Moscow nói rằng là lực lượng phòng thủ của họ đã nhận được sự hỗ trợ từ pháo binh và máy bay chiến đấu và dễ dàng đẩy lùi các đợt đột kích của quân đội Ukraine. Bộ quốc phòng nga thì nói rằng là bộ binh, máy bay chiến đấu và pháo binh đã được điều động. Đối phương đã phải hứng những thất, thất bại nặng nề về người và trang thiết bị quân sự. Tuy nhiên, bộ này cũng cảnh báo tình hình chiến sự sẽ tiếp tục leo thang trong những ngày tới tại Donetsk. Và họ nói rằng là tất cả các tuyến phòng thủ của chúng tôi vẫn đang được giữ vững. Tại Khe Nga cũng đang có những động thái khẩn trương gia cố tuyến phòng thủ tà ngạn sông Dnipro trước nguy cơ bị lực lượng đổ bộ của Ukraine tấn công. Và các quan chức Ukraine nói rằng là Nga bắt đầu đang cảm nhận được những sức ép dần từ cuộc phản công. Thông tin bây giờ nói chung nó đang cũng đang rất là là khó để mà nhận định. Nga thì nói rằng là chúng tôi đã đẩy lùi các cái đợt phản công của Ukraine. Còn Ukraine thì nói rằng là tôi cũng đang đẩy lùi đối, đối phương nói chung là chúng ta có thể thấy rằng là chiến tranh mà thông tin của hai bên họ đưa ra là hoàn toàn khác nhau đối lập và kiểu gì thì kiểu cũng sẽ muốn đưa tin có lợi cho mình đó là một điều mà thường gặp không có gì lạ cả thưa quý vị không có gì lạ lùng cả tôi thì vẫn trung thành với quan điểm là tôi sẽ đưa tin từ cả phía nga lẫn ukraine cho quý vị chọn lựa nga nói gì nga làm gì ukraine nói gì ukraine làm gì trong khi đó các nhà báo Ukraine gần đây họ cũng vừa công bố một bản đồ chi tiết à, tiết lộ 200 cơ sở quân sự của Nga nằm ở bán đảo Crimea bản đồ này được tạo ra bởi các nhà báo tại cái trang web crim Really dự án Crimea của đài phát thanh tự do Ukraine nó cho thấy 233 223 cơ sở quân sự mà nga đã lập ra trên bán đảo Crimea chúng bao gồm các cơ sở đào tạo quân sự trạm nhiên liệu, kho đạn dược, các vị trí radar, hệ thống phòng không cũng như vị trí của trụ sở chính các quân đội, các đội quân của Nga đóng ở đây. Các chi tiết khác trên bản đồ cho thấy là các đơn vị thuộc nhiều nhánh quân sự, sân bay và các căn cứ của hạm đội Biển Đen. Và cái việc công bố chi tiết hơn 200 cơ sở quân sự của Nga tại Crimea diễn ra chỉ vài ngày sau khi mà phát ngôn viên của Cục Tình báo Quân đội Ukraine Andriy Yushov kêu gọi cư dân Crimea Hãy tránh xa các cơ sở quân sự của Nga trên bán đảo Crimea trước nguy cơ Là Kyiv sẽ tấn công Để giành lại những vùng lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát à Và cái việc mà công bố những cái mục tiêu như vậy Thì có thể thấy rằng là Crimea có lẽ cũng sẽ là một cái mục tiêu của Ukraine Có lẽ là như vậy Tuy nhiên Thì tôi cũng xin được cảnh báo với quý vị là uh, Chiến tranh mà Không biết lâu một lần Chúng ta cứ tưởng rằng Ukraine tấn công Crimea Nhưng có khi là cái cuộc phản công nó đã bắt đầu đầu tiên ở Bắc Mút đấy như là những diễn biến gần đây trước đó thì ai cũng nghĩ rằng là Krim sẽ là một cái nhánh rất quan trọng trong cuộc phản công nhưng bây giờ thì có vẻ như là Bắc Mút mới đang là tâm điểm của cuộc phản công và Ukraine thì đang tấn công các vị trí của Nga tại Bắc Mút và Nga thì đang chuyển dần về thế thủ khi mà lực lượng xung kích của họ là Wagner bắt đầu nản lòng và các cái binh sĩ Nga mà bọc sườn cho Wagner cũng đang bắt đầu rời bỏ vị trí. Nói chung nó đang ở trong cái tình trạng căng thẳng trong khi đó thì hạm đội của Nga cũng đã tăng cường cái năng lực phòng không của mình trên bán đảo Crimea trước những cái nguy cơ là có thể Ukraine sẽ tấn công. Hạm đội Biển Đen họ đang bổ sung nhiều biện pháp phòng vệ tại quân cảng Sevastopol nơi đóng trụ sở của họ để đối phó những cái đòn tập kích của Ukraine. Mới đây thì Phó Đối đốc Viktor Sokolov, tư lệnh hạm đội biển đen của Nga, cho biết rằng là khả năng hoạt động trên biển của đối phương đã bị vô hiệu hóa, tức là ám chỉ Ukraine và nói rằng là vì vậy cho nên Ukraine phải tập trung các nhiệm vụ tấn công khủng bố và phá hoại nhằm vào lực lượng hạm đội biển đen cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu trên bán đảo Crimea. Ông Sokolov nói rằng là hạm đội biển đen đã tăng cường lưới phòng thủ đa tầng tại căn cứ chính của quân cảng Sevastopol và khu neo đậu tàu quân sự nhằm đối phó mối đe dọa từ những xuồng tự sát và tàu lặn không người lái. À, những cái xuồng không người lái tự sát cũng là một trong những vũ khí mà Ukraine rất hay sử dụng để tấn công Crimea trong thời gian qua. Ông tướng Nga nói thế này, mạng thông tin thống nhất được thiết lập để kịp thời báo động và chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng, trong đó có máy bay và trực thăng của không quân hải quân. Chúng tôi cũng bổ sung nhiều khẩu đội phòng không để hỗ trợ thủy thủ đoàn trên các chiến hạm. Và rõ ràng Nga có hoàn toàn có lý do để mà lo lắng. Khi mà gần đây, thưa quý vị, Krim và những cái khu vực xung quanh Biển Đen nó luôn luôn được đặt trong tình trạng báo động cao. Đặc biệt là thành phố Sevastopol nằm ở phía nam bán đảo Krim và nó đang trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Mục tiêu tấn công của Ukraine chắc chắn là như vậy. Từ năm 2004, Nga đã sắp nhập Crimea để mà có được một cái quân cảng Sevastopol rất là chiến lược tại Biển Đen. Với việc cái việc mà họ sắp nhập Crimea, họ giành được Crimea thì họ sẽ kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đen, thưa quý vị. Cho nên Ukraine từ năm 2014 đến giờ họ vẫn kêu gọi là tấn công để giành lấy Crimea. Krum là một mục tiêu mang tính chính trị, mang tính quân sự, chính trị và cũng là một cái mục tiêu mà mang cái ý nghĩa biểu tượng. Cho nên đôi bên đều đang muốn giữ lấy. Trong khi đó, Mỹ cũng đang khẳng định là họ sẽ cung cấp đầy đủ vũ khí đã cam kết cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang cùng hơn 50 quốc gia phối hợp với Ukraine để đảm nhận cái việc là vận chuyển vũ khí cần thiết cho chiến dịch phản công của ký cái... Hôm 11 tháng 5, ông Blinken nói rằng là này, Mỹ và các đồng minh luôn điều chỉnh tùy theo tình hình thực chiến để đảm bảo rằng Ukraine có đủ những gì mà họ cần. Theo Ngoại trưởng Mỹ, nếu Ukraine thông báo về lỗ hổng hay thiếu hụt trong hoạt động viện trợ quân sự, liên minh 50 quốc gia phương Tây sẽ cố gắng hết sức để khắc phục. Bây giờ có nghĩa là Nga đang một mình cân với hơn 50 quốc gia, cứ ngoại cái bình luận của ông ngoại trưởng mỹ nó đến ngay sau khi mà um, tổng thống ukraine zelensky phàn nàn rằng là họ đang cần thêm thời gian chuẩn bị phản công vì là họ đang thiếu thiết bị ở vũ khí quan trọng trong đó có hàng loạt xe tăng và thiết giáp và họ cần những thứ vũ khí đó để hạn chế thương vong họ nói rằng là ông zelensky nói rằng là chúng tôi bây giờ đã đủ cái lực để tấn công phản công nga rồi nhưng nếu không có những vũ khí từ phương tây thì chúng tôi sẽ chịu thiệt hại lớn và chúng tôi đang muốn đợi Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng họ ủng hộ cái việc anh chuyển tên lửa Storm Shadow với tầm bắn 250 km trở lên cho Ukraine. Và khi được hỏi lý do vì sao mà Mỹ lại không chuyển cho Ukraine những cái tên lửa như vậy, thống Blinken không nói rõ nguyên nhân. Và ông chỉ nói chung chung thôi, nói rằng là các quốc gia sẽ làm những công việc khác nhau tùy vào năng lực và công nghệ của họ, cũng như quan điểm về điều gì sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất. Và ông nói rằng là chúng tôi đã cung cấp một số thứ độc đáo cho Ukraine, và chúng cơ bản là đáp ứng nhu cầu của họ. Một trong những thứ mà Mỹ cung cấp cho Ukraine chính là HIMARS, một trong những cái loại vũ khí mà đã thay đổi chiến trường. À, cũng liên quan đến cái việc mà Anh chuyển những cái tên lửa Storm Shadow cho Ukraine, thì Nga đã lên tiếng đe dọa hủy diệt Anh vì cái câu chuyện này. Đặc phái viên của Điện Kremlin tại lãnh thổ Crimea bị sáp nhập cho biết là Vương quốc Anh có nguy cơ bị hủy diệt vì quyết định cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow tầm xa để hỗ trợ cuộc phản công. Gregory Muradov là đại diện thường trực của Crimea dưới thời Tổng thống Nga. Ông này cũng là đặc phái viên của Điện Kremlin nói với hãng thông tấn nhà nước Nga Ria ở trong một cuộc phỏng vấn là công bố hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 5 rằng là. Anh có thể bị biến thành một lãnh thổ bị tàn phá sau khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Và rõ ràng là đề cập đến khả năng là Nga có thể tấn công Anh. Nhưng tôi cho rằng đây chỉ là cái lời đe dọa thôi. Bởi vì Anh, như quý vị biết, là thuộc NATO. Đánh họ đâu có dễ. Điện Kremlin trước đó đã nhiều lần cảnh báo rằng là việc cung cấp vũ khí có khả năng tấn công lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến leo thang chiến tranh. Nhưng Anh cũng đã phớt lờ và họ cứ cung cấp cho Ukraine những cái loại vũ khí như vậy. Họ bảo là chúng tôi thấy rằng là cần thiết phải cung cấp cho Ukraine. Tại sao chúng tôi lại không cung cấp trong khi trong kho chúng tôi có? Đúng không ạ? Họ nói như vậy. Và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết là các tên lửa hành trình là cơ hội tốt nhất để Ukraine tự vệ trước sự tàn bạo kéo dài của Nga. Ông Muradov thì nói rằng là bản thân đảo Anh có nguy cơ biến thành một lãnh phổ hoang vắng bị tàn phá sau khi cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo và tên lửa tầm xa. Toàn là những vũ khí mà Ukraine đang rất cần. Trong khi đó thì uh, cuộc chiến Ukraine cũng đang khiến cho Nga gặp khó khăn khi mà thâm hụt ngân sách của họ đã lên tới hơn 45 tỷ đô. Trong 4 tháng đầu năm nay thâm hụt của họ là 45,4 tỷ đô. Cái mức thâm hụt mà trước đó họ đặt ra nó là 45 tỷ đô trong một năm. Nhưng mới 4 tháng thôi. Thì họ đã tiêu hết cái số tiền đó rồi nguồn thu từ dầu khí giảm. Nó đã khiến cho họ gặp khó khăn về tài chính. The Bloomberg ngày 11 tháng 5 đã dẫn thông báo từ Bộ Tài chính Nga cho biết là chi tiêu của chính phủ Nga trong 4 tháng đầu năm nay tăng tới 26%, trong khi nguồn thu từ dầu mỏ giảm 22%. Không phải là nguồn thu từ dầu mỏ mà nguồn thu nói chung giảm 22% do thu nhập từ dầu khí giảm hơn một nửa so với năm ngoái sau những biện pháp áp giá trần và trừng phạt của phương Tây. Hậu quả dẫn đến là ngân sách nhà nước đã thâm hụt 3,43 nghìn tỷ rúp, tức là 45,4 tỷ đô. Và đây là một con số cũng khá lớn. Cũng khá lớn đấy thưa quý vị. Nó cho thấy rằng là trong năm nay rất có thể là cái con số thâm hụt mà của Nga mà phải gánh chịu nó có phải gấp 3 lần con số này, lên đến hàng trăm tỷ đô. Thậm chí con số này nó còn vượt giới hạn cả năm được đặt ra trước đó là 37,6 tỷ đô. Nó còn vượt cơ. Một nhà kinh tế học Nga tên là Sofia Donetsk tại tổ chức Renaissance Caption nói rằng là Câu hỏi lớn chúng tôi chưa thể giải đáp là điều gì sẽ xảy ra với các khoản chi tiêu trong thời gian còn lại của năm. Các vấn đề về nguồn thu liên quan tới lĩnh vực năng lượng và phi năng lượng đều đã được dự báo. Còn nhà kinh tế học Alexander Isakov cũng dự đoán chi tiêu công tăng có thể đẩy lạm phát ở Nga lên cao hơn trong những tháng tới và buộc ngân hàng trung ương phải rút lại một số chính sách cắt giảm lãi suất đưa ra từ năm ngoái. Còn bộ tài chính Nga nói rằng là tăng chi tiêu là do các khoản thanh toán tạm ứng hồi đầu năm và tình hình này sẽ không kéo dài. Không rõ các khoản tạm ứng đó dùng vào vấn đề gì, nhưng các nhà kinh tế cho rằng chúng có thể liên quan đến chi phí chiến sự tại Ukraine. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, doanh thu dầu mỏ của Nga đã giảm 67% do chịu ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt. Và theo Bộ Tài chính Nga, nguồn thu này có dấu hiệu ổn định từ tháng 4 và sẽ phục hồi vào thời điểm cuối năm. Rõ ràng kinh tế Nga đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó thì cũng có một cái diễn biến liên quan đến việc là có vẻ như là Trung Quốc đang nỗ lực dàn xếp hòa bình. Đặc phái viên của họ, ông Lý Huy, đã đến Nga và Ukraine cũng như các quốc gia châu Âu khác sẽ đến Nga và các quốc gia châu Âu khác từ tuần sau để bàn giải pháp chính trị cho chiến sự. Thông tin này được Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo hôm 26 tháng 4 nhưng không nêu cụ thể sau cuộc điện đàm giữa ông Tập Cận Bình và ông Zelensky. Ông Lý Huy này đã từng được cử tới Moscow làm đại sứ giai đoạn 2009-2019 và trở thành đại sứ Trung Quốc có nhiệm kỳ lâu nhất ở Nga. Trong thời gian ông Lý Huy này làm đại sứ thì Chủ tịch Trung Quốc đã thực hiện 9 chuyến thăm chính thức tới Nga. Vài tháng trước khi ông Lý kết thúc nhiệm kỳ đại sứ, Tổng thống Putin đã trao tặng ông này huân chương hữu nghị về những đóng góp to lớn cho quan hệ hai nước. Có nghĩa là Trung Quốc lại cử một cái đại sứ đã từng làm việc ở Nga để mà dàn xếp chiến tranh Ukraine. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng khó thành công. Nga có thể là vui nhưng Ukraine sẽ không chấp nhận. Có thể Ukraine sẽ không chấp nhận. Và họ nói rằng là ông lý huy quá thân thiết với Nga để mà có thể làm người trung gian hòa giải. Một cái câu chuyện khác cũng khá quan trọng đó là đại sứ Mỹ uh, Robin uh, Brigetti cho rằng là Nam Phi đã bí mật cung cấp vũ khí cho Nga bất chấp tuyên bố trung lập của họ. Đây là đại sứ Mỹ tại Nam Phi họ nói rằng là chúng tôi ghi nhận tàu hàng nga cập cảng căn cứ hải quân Simon Town của Nam Phi từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm ngoái năm 2022 và chúng tôi tin rằng vũ khí và đạn dược đã được chất lên tàu trước khi nó trở lại nga con tàu mà đại sứ Brigetti đề cập đến nó chỉ là Lady R là tàu chở hàng treo cửa nga đang chịu lệnh trừng phạt của phương tây và từng neo đậu tại quân cảng lớn nhất của Nam Phi Tổng thống Nam Phi nói rằng là chúng tôi đang mở cuộc điều tra để xem là uh, chính phủ ông đang mở cuộc điều tra để xem thông tin về việc nước này cung cấp vũ khí cho Nga. Khi mà một lãnh đạo phe đối lập đang chất vấn. Nam Phi nếu cung cấp vũ khí cho Nga thì rất có thể họ sẽ phải chịu lệnh trừng phạt. Chịu những cái sự sức ép từ phương Tây. Đó là tất cả những gì chúng tôi chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới quý vị đừng quên bình luận thật nhiều để giúp chúng tôi luôn luôn là có thêm được sự lan tỏa những bình luận quý giá của quý vị sẽ luôn giúp kênh phát triển quý vị hãy tin là như vậy bởi vì kênh là của tôi và của quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai